mọi người, nghe cô đây, bọn mình đang trên đường về nhà. Hả? Là bé xe tải. Sao vậy bé xe tải? Em bị mất ti giả hả? Đừng buồn nha, bọn anh sẽ tìm cho em. Đi nào nhóm thợ máy, thử nhìn mấy bông hoa đỏ đó kìa. Các bạn thấy gì không? Còn hàng cây xanh thì sao? Bạn có thấy gì không? Chắc nó ở đâu đây thôi. Xin lỗi bé xe tải, anh không thấy tia giả của em đâu cả. Xanh dương, giỏi lắm, bạn tìm thấy rồi. Của em nè bé xe tải. À, kết thúc tốt đẹp rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn nha. Bye. Xin chào mọi người, xe đào đất Erith đang sử dụng dịch vụ nè. Bọn mình phải kiểm tra xem Erith có hợp và khỏe để làm đào bới không. Ai muốn giúp nào? Mình nghĩ mình sẽ chọn vàng. Mình biết bạn muốn chơi, nhưng mình nghĩ bạn sẽ vui hơn khi làm việc trong khai tra đó. Giờ bắt đầu kiểm tra động cơ của Erith nha. Hãy khởi động to lên nào. Bạn làm được tốt hơn mà Erith. Bắt hay đó vàng. Giờ thì kiểm tra bánh xích nha. Phần cuối cùng của dịch vụ, Erith xem cần cẩu của bạn hoạt động thế nào nha. Cần thêm dầu đó bạn ơi. Tốt lắm Erith, đã đạt chuẩn rồi đó. Bạn đã sẵn sàng đi đào thêm đất rồi nha. Bạn có muốn chơi cùng họ không Phan? Mình đã nói là công việc vui mà. Hẹn gặp lại các bạn để có thêm nhiều công việc và niềm vui ở gara Gecko nha. Chào mọi người. Xe kem Vicky đang sửa chữa nè, thấy không? Bọn mình chỉ đang làm mấy thao tác hoàn thiện cuối thôi. Cảm ơn vàng. Đưa mình cái tua vít với nha. Thợ máy cẩn thận nha. Cây ống đó toàn là khí lạnh, để cho Vicky làm đông kem đó. Vàng, đừng chạm vào nút đó nha. Mm-hmm.
cảm ơn thợ máy. Các bạn đã cứu mình. Giờ sửa cho xong vít kia thôi. Cảm ơn Vicky. Tạm biệt các bạn. Chào các bạn. Hôm nay bận lắm đó. Bé xe tải và Max cần phải thay lớp. Không sao đâu. Nhưng Max đâu rồi? Hello Max. Nhóm thợ máy làm nào. Vàng. Vàng đã bị da vào đầu rồi. Nên xanh dương và đỏ làm nha. Trời đất ơi! Đi thôi Vàng! Hình như lớp xe bị nhầm rồi. Không sao đâu. Ai cũng có lỗi lầm mà. Chỉ cần đổi lớp lại thôi. Đừng lo lắng nha Max. Bọn mình sẽ giải quyết ngay thôi. Ghê quá. Bé xe tải, bọn anh biết em đang vui. Nhưng đó là lớp của Max đó. Giờ trả lớp lại cho Max nha. Giỏi lắm. Bé xe tải, điều quan trọng là phải luôn trả lại đồ sau khi mượn nha. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye. Nào thợ máy, hôm nay có Fiona đến đó. Wow. Mình là Wizu, chủ sở hữu của bánh xe Wizu mới. Hoàn toàn tự động, khắc phục mọi thứ nhanh chóng. Chào Wizu, mình là Gekko. Khách hàng đầu tiên của mình đây rồi. Mọi công việc đều được hoàn thành nhanh chóng. Bánh xe Wizu là số 1. Chào ếch nha. Mình là Gekko. Ok, Bloella, không mất nhiều thời gian đâu. Mình không chắc lúc nào là bắt đầu dịch vụ đây. Chắc nhấn tất cả nút là được. Hẹn gặp lại Felicity. Nhanh ghê luôn á. Ôi trời, nhìn không ổn lắm. Vào đi Fiona, mình xem thử nào. Vấn đề đây rồi. Wizu quá dội vàng để hoàn thành nên đã cho xà phòng vào bình nhiên liệu thay vì dầu. Bọn mình xử lý vấn đề rồi. Giờ Fiona chạy mà không có bong bóng nè. Mình chắc chắn là mình đã bấm đúng nút mà. Hẹn gặp lại ở gara Gekko nha. Bye. Mình thấy không khỏe lắm. Trời ơi, hôm nay có dịch vụ xe buýt carry. Nhóm thợ máy có lo được không?
mọi chuyện ổn chứ? Tiếng ồn gì vậy? Không sao đâu, mình khỏe hơn chút rồi. Hả? Có vẻ như nhóm thợ máy đã kiểm soát được tất cả rồi. Các bạn giỏi lắm. Xanh Dương ơi, Xanh Dương, bạn đâu rồi? Chào các bạn. Hôm nay bọn mình làm ở ngoài vì thang của Fiona bị kẹt. Bạn ấy rất cao. Tốt hơn, chúng ta cũng nên kiểm tra lớp xe của Fiona. Ôi, Xanh Dương, ai đó lấy dắt xe với nha. Giỏi lắm. Mình đi lấy công cụ. Ê, trời ơi. Đỏ, đừng sợ. Bạn mình sẽ tìm cách đưa bạn xuống. Xanh lá, vàng, lấy chăn đi. Mình có ý này. Đỏ ơi, khi mình nói nhảy thì nhảy nha. Ok. Nhảy đi. Xanh Dương ơi, đến lúc làm anh hùng rồi. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Nhảy. Đừng lo, bọn mình sẽ bắt được. Bạn đã cứu tất cả đó, Xanh Dương. Hoan hô anh hùng nào. Đến đây đi, siêu thợ máy. Hoàn thành dịch vụ của Fiona thôi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye.